103 đời 2010. Công khai giá cho các bạn luôn. Ai mà đang tìm những cái xe đời 2010 150 á, nên em Ly để cho các bạn cái xe này 153 triệu nha các bạn. Bao gồm mình rút hồ sơ và vận chuyển về cho các bạn. Thì ở em 2010 này có điều gì đây? Thứ nhất là đầu trao chưa mở nha các bạn. Đầu trao chưa mở thì các bạn yên tâm rồi. Bên trong là chưa có đụng chạm gì tới hết nha. Đó, máy móc nguyên zin luôn nha mọi người. Dây yên zin cực đẹp luôn. Mua được giá mới bán giá mới các bạn. Rút hồ sơ và vận chuyển về tận nơi cho các bạn. Ốc tán lan can bảy màu hết nha mọi người. Riêng về cái xe này á, em dám đảm bảo cho các bạn thì khi mà các bạn ngồi lên các bạn sử dụng nha, cái dàn hơi cái xe không chê vào đâu được các bạn. Rất là mạnh và đi cực kỳ êm thôi. Lên tầm khoảng 40-50 thì các bạn sẽ cảm nhận được cái độ lướt của xe. Nghe tiếng gió thôi các bạn, không nghe tiếng gào, không nghe tiếng của động cơ hoạt động nữa mọi người. Mình vừa mới dọn xong và mình đã chạy thử rồi. Mình chạy tầm khoảng được 48 cây rồi các bạn. Và mình rất là ân ý cái cục máy của cái xe 103 này. Hôm nay mình giới thiệu cái sản phẩm này đến cho các bạn. 1039, lên một số nữa là lên 104 nha các bạn. Biển số Sài Gòn 59D2-46632. Đầu trao chưa mở. Cái này là màu đen, nhưng mà các bạn nào mà thích mà màu khác á, màu trắng, màu đỏ gì đó thì em Ly có thể đổi cái màu áo cho mình được nha. Chú Trung ơi, mở cái thùng này lên giùm con với chú. Sẽ quay cái khoang máy cho các bạn luôn. Cái màu sắc thì đã dễ rồi, các bạn có thể chọn lựa theo cái sở thích của mình. Nếu như không thích màu đen thì có thể là màu trắng, có thể là màu đỏ, cũng có thể là màu xanh coban như kia, thì em Ly sẽ đổi hoàn toàn là miễn phí cho các bạn hết nha. Đầu chưa rớt, máy chưa chạm nha các bạn. Sạc zin, bảo hành 6 tháng, sạc IC mâm lửa nha mọi người. Về trong đây, khoang máy, chất xi. Che lại cho nó chói quá mọi người. Đó, 153, các bạn nào quan tâm thì các bạn có thể liên hệ với em nha.